bạn kích được rút này. Ở đây nó gửi luôn này, nhà của bạn đã được rút thành công này. Đó. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình. Ở video ngày hôm nay thì mình thứ nhất là mình sẽ giới thiệu một con quét để cho tất cả các bạn mới đang hỏi mình có con quét nào mà kiếm nay quay để mà rút về ví Zinitalo, tức là rút thẳng về cái sàn Zinitalo này mà không phải rút về Pocket Pay hay là những ví khác nhé. Và cũng là trả lời cho một số bạn cũ đang chơi con quét này của mình, các bạn thắc mắc là đợt này rút tiền không cho rút, không phải không cho rút mà rút toàn báo là min thiếu thôi, mặc dù đã đủ min mà vẫn báo thiếu. Thì ở video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mới là một này, giải thích và hướng dẫn cho các bạn mới cách mà rút tiền từ cái con quét mới về thẳng sàn Zinitalo cho các bạn bán nhé, theo yêu cầu các bạn nhé. Và thứ hai là mình giải thích luôn cho các bạn cũ mà đang đang chơi nhiệm vụ con quét này mà các bạn bảo là đủ min mà rút cứ báo thiếu, thì ở video này thì mình hướng dẫn luôn này. Và cái thứ ba, nếu bạn mới nào mà chưa tham gia về cách mà kiếm tiền điện tử này mà các bạn cũng chưa biết cách tạo ví cũng như là chưa biết cách mua bán coin, thì ngay ở trên kênh YouTube mình các bạn tạt sang phần danh sách phát rồi nhé, mình có để rất nhiều các video là tạo ví điện tử này cũng như là các video hướng dẫn cho các bạn cách mà biết lấy địa chỉ ví, biết giao dịch bán mua bán coin ở các video nhé, các bạn tạt danh sách phát này. Thì đây rất nhiều các danh sách phát mình có lưu nhé, mua bán coin các bạn kéo lên bạn nhìn thấy rất nhiều nhé. Đó thì ở video này thì mình sẽ thứ nhất sẽ hướng dẫn cho các bạn một con quét để các bạn mới biết được là con quét đó nó rút thẳng về cái sàn Zinitalo này được nhá. Và thứ hai là mình rút tiền luôn để mà hướng dẫn cho các bạn mà đang chơi về vấn đề mà bảo là min min đủ mà rút vẫn báo thiếu nhá. Thì con quét ở ngày hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn thì mình đã làm cách đây 1-2 tuần rồi, nhưng hiện tại thì nó vẫn là một con quét để kiếm đồng Litecoin này cực kỳ là uy tín nhá. Thì đây là quay lại con quét, các bạn có thể nhìn thấy cái lịch sử mình rút tiền đi nhá. Đây là toàn bộ các lịch sử mình rút tiền này, thì mình đã rút rất là uy tín nhá. Thì cái giao diện con quét nó đây, con quét này thì mình hướng dẫn luôn các bạn làm nhiệm vụ xong rồi thì mình hướng dẫn rút tiền cho các bạn mà đang chơi con quét này mà chưa biết rút tiền nhá. Xong thì mình hướng dẫn đăng ký cho các bạn mới, mà thôi mình hướng dẫn rút tiền luôn cho các bạn các bạn mà đang chơi mà thắc mắc là không rút được tiền nhá. Thì trước tiên là rút tiền thì còn một cái vòi đây, mình vòi lốt nhá. Thì cái vòi này cứ 60 phút một lần thì các bạn mới xem luôn cách mình vòi nó nhé. Các bạn vào cái chỗ mà Litecoin miễn phí này nhé, vì tí nữa mình không thể nào hướng dẫn vòi tiếp được đâu, nó chỉ 60 phút một lần nhé. Nếu ai mà quay ở những số đây các bạn nhìn này, quay vào đúng cái số này này, số cao ngất ngưởng thì mình tắt cái quảng cáo đi. Nếu ai mà quay ở những số cao ngất ngưởng này thì được 0,1 Litecoin này, quá là ngon luôn nhé. Đây là khối người quay đứng số cao, cái này là hên xui nhá, có lần thì quay nhiều có lần quay ít đó, nó dựa vận may nhá. Thường 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 là cứ quay nó rơi tầm là 424 này và 4525 nhá, có người quay được những đây, cái người này cũng rất là may mắn này, quay được những 0,01 này, người này 0,1 0,1 này 0,01 này nhá. Thì để mà kiếm tiền trên con quét này thì hình thức thì đăng ký tí mình hướng dẫn sau nhá. Thì bây giờ mình sẽ làm cái nhiệm vụ là cứ 60 phút nhá. Thì cái này mình nói luôn đây, một tí mình hướng dẫn đăng ký xong là mình không làm được nữa đâu. 60 phút các bạn vào làm một lần này, xác thực cái hình ảnh này. Thì đây mình hướng dẫn luôn nhá. À, đây nó nói là cái hình ảnh này, nó bảo là chiều dài của chiếc quần này, nào gần nhất này. Thì đây thì cái quần này là gần như đầy đủ, các bạn kích đầy đủ rồi nhá. Tiếp theo này, quần này thì bạn kích đầy đủ rồi nhá. Tiếp theo này, quần này đầy đủ lốt nhá. Hình như nó giống là chiều dài 78 ấy, nhưng mình chiều dài 78 ấy, không đầy đủ đâu, bạn tích chiều dài 78 này, kiểm tra này, đúng rồi đấy, như vậy là đúng. Thì các bạn cuộn lên nhé, xem mình được bao nhiêu, mình được 424 Litecoin nhé. Thì cứ 60 phút các bạn vào các bạn làm như vậy một lần nhé. Bây giờ mình sẽ chuyển sang rút tiền để cho các bạn đang hỏi về cái cách rút tiền đã, xong rồi mình cách đăng ký link cho các bạn mới nhé, hướng dẫn đăng ký link nhé. Để rút được tiền thì các bạn có thể vào ba cái gạch này. Thứ nhất ấy, là các bạn phải kiểm tra lại cái hồ sơ của mình. Cái hồ sơ này thì mình hướng dẫn luôn cho các bạn mới nhé, các bạn mới nhìn luôn nhé, cái hồ sơ này này. Cái hồ sơ này các bạn sẽ nhìn thấy đây chính là cái địa chỉ ví mà mình rút tiền này nhé. Đó, khi mà mình đăng ký với trang web là mình có nhập sai thì lúc sau mình muốn thay đổi các bạn dán đây. Chẳng hạn như cái đây nhá, cái sàn Zinitalo mình sẽ lấy cái ví của mình ra này.
Mình vào cái ví của mình đã. Đây mình vào ví này nhé. Đó chẳng hạn như các bạn đang đang ở cái trang chủ này nhá, các bạn kích vào ba cái gạch của sàn này nhá, xong bạn kéo xuống bạn sẽ nhìn cái ví này nhá. Cái ví này thì nó hiển thị ở trên là cái ước lượng cái đồng BTC của mình, và nó quy bên dưới là ra cái Việt Nam đồng mình đang có. Còn để vào lấy địa chỉ ví Litecoin dán ở trang web thì các bạn sẽ kích cái phần lạc về cho mình. Ở đây các bạn lấy luôn cái mã QR, các bạn quét luôn được, không thì các bạn copy cái dòng đây là địa chỉ mình nhé. Các bạn nhìn kỹ cho mình, cái việc mà lạp và rút là hai cái rất quan trọng để các bạn làm nhé. Nếu các bạn nó ghi sai một ký tự là các bạn mất tiền luôn nhé. Thì đây mà đơn giản nhất thì mình nhớ cái ký tự này ấy, thì các bạn đếm cho mình là ba số đầu ba số cuối như mình này, M8U Z BL, thì các bạn copy này đó, quay lại trang web các bạn chỉ việc dán đây thôi nhá. Đây các bạn nhìn luôn là M8U mình này, đúng cái số này nhá, M8U đó. Thì mình dán rồi, mình không dán nữa làm gì. Khi dán xong ấy, khi mà thay đổi địa chỉ ví rút tiền nhá, các bạn nhập vào đây xong rồi thì các bạn chỉ việc là kích vào là thay đổi cái địa chỉ ví rút tiền nhá. Mà nó yêu cầu là các bạn nhập lại địa chỉ, nếu mà nó yêu cầu các bạn là đánh lại mật khẩu ấy, cái phần này là phần thiết lập lại mật khẩu. Nhưng khi mà các bạn cập nhật lại cái thông tin mà rút tiền ấy, mà hệ thống yêu cầu các bạn nhập lại cái mật khẩu ban đầu các bạn đăng ký nhá, còn không các bạn cứ cần lưu thay đổi là ok rồi. Đó là một này. Thứ hai là kiểm tra cái tiền mình rút, các bạn vào thống kê này, thống kê này nhá, các bạn kéo lên này đó, các bạn sẽ nhìn đây cái lịch sử rút tiền mình nhá. Thì cái này ấy, mình làm mục đích cho cả bạn mới nắm bắt được, nên là các bạn cố gắng xem hết video nhá. Thì đây là cái tổng tiền mà cái trang web này nó lạp vào này, nó lạp rất là nhiều nhá, 176.000 nhá đô để cho các bạn là làm thoải mái nhá. Và bây giờ mình tiến hành rút tiền cho các bạn nhá. Đây để các bạn nhìn đây cái số tiền mình rút, thì đây cái min của con web này nó cực nhỏ thôi, nó yêu cầu là 0.04. Thì mình sẽ vào phần rút tiền này nhá, các bạn kéo lên này. Thì đây là nó bảo mình đây cái min, các bạn có thể đọc nhé. Và đây là cái địa chỉ ví mà để mà các bạn đỡ bị nhầm thì các bạn nhìn thấy ngay đây, nếu mà nhầm thì thay đổi ngay nhá. Đó các bạn nhìn ba số đầu ba số cuối cho mình nhá. Rồi cái phần mà rút tiền đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay lập tức đây là cái min rút đây 0.004 này, và cái phí rút là 0.001. Mình thì mình muốn để cho nhiều hẳn nên mãi trên này có 0.01 mình rút cơ, nhưng mà có nhiều bạn mới hỏi về cách có sàn, à có cái con quét nào rút về Zimitalo hay không ấy. Cũng như là các bạn bạn cũ đấy đang thắc mắc cái vấn đề rút tiền này thì mình giải đáp luôn thôi. Thì bây giờ mình sẽ dán này, chứ rút này mình mất phí đấy vì nó nhỏ quá. Mình dán này nhá. Đó mình dán tất cả thì các bạn nhìn đây, cái tổng của mình nó đang có là 0.005. Thì cái phí mạng của mình mất là 0.001, và đây cái tổng tổng mà mình hưởng được cái là 0.004 nhá. Thì bây giờ mình sẽ tích vào cái hình ảnh robot này nhá. Con này nó rút tiền hơi khoai ấy, không phải nó khoai mà nó gần như kiểu là nó trống hách, nên các bạn phải nhìn kỹ đoạn này, không các bạn không rút được tiền nhá. Bạn kích được rút này. Ở đây nó gửi luôn này. Nhà của bạn đã được rút thành công này. Đó, như vậy là mình đã rút thành công nhá. Thì mình nói luôn này, khi mà các bạn mà rút vào nó cứ báo là số tiền không đủ, mà mặc dù các bạn đã đủ min ấy, thì chẳng qua là cái con web này có một cái trình chống hack nó, thì các bạn đăng xuất ra nhé, đăng xuất ra rồi các bạn vào lại nhé, các bạn loát vài lần là nó được nhé. Khi nào các bạn mở kích cái chỗ rút như mình vừa rút qua lại, thấy cái đồng hồ nó không phải đồng hồ mà cái vòng nó quay này là nó đang loát, là y rằng là được nhé. Còn nó cứ báo mực đỏ là số tiền thiếu là các bạn đăng xuất ra cho mình nhé. Mình đã rút nhiều lần với cách đấy rồi nhé, đều được nhé. Và cái này nó cũng trả về cái sàn Zimitalo mình trong vòng 1-2 tiếng, có lần thì mình không nhớ rõ, nó cũng khá nhanh, nó không đến mấy ngày đâu, nó chỉ vài tiếng thôi nhá. Đó như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách rút tiền, và cũng hướng dẫn cho các bạn mới biết cách lấy địa chỉ ví cũng như là vòi cái này. Thì bây giờ còn mỗi là hướng dẫn các bạn lấy link để đăng ký nhá. Thì mình sẽ để một đường link bên dưới phần mà bình luận của video này, thì các bạn tích cái đường link ấy, nó ra một giao diện như này để các bạn đăng ký nhá. Đây là cái đường link, khi các bạn tích vào thì ở cái giao diện này các bạn giải mã captcha cho mình nhé. Sau khi giải mã xong các bạn click đây và tiếp tục nhé. Và các bạn vui lòng đợi hết 5 giây chạy hết rồi các bạn tích và lấy link cho mình nhé. Rồi, ở đây các bạn click và lấy link này.
Đó thì cái bước đăng ký này nó cực kỳ đơn giản nhưng mà nó lại cực kỳ là quan trọng khi các bạn không hiểu nó. Tức là khi các bạn viết cái mail đăng ký trang web đây, yêu cầu các bạn viết đúng mail của mình nhé. Sau khi mà đăng ký xong, hệ thống sẽ gửi một cái đường liên kết về cái mail của các bạn để các bạn nhấp vào cái đường xác minh mail. Cái như cái việc mà xác minh mail này là bắt buộc để các bạn rút được tiền. Còn nếu mà các bạn không rút à không xác minh mail thì các bạn không rút được tiền đâu nhé. Nên các bạn lưu ý là nhìn kỹ mail nhé. Ở đây là phần mật khẩu thì nó nguy hiểm chỗ là có mỗi một dòng path thôi, không có chỗ xác minh, tránh cho cái việc mà các bạn nhập sai path khi có ký tự tiếng Việt. Thì các bạn vui lòng là tắt bỏ cho mình cái tiếng Việt như này đi nhá, để tiếng Anh thôi nhá. Trên điện thoại máy tính đều vậy, để tiếng Anh. Đó. Ở phần dưới này là địa chỉ ví Litecoin ấy, mà các bạn đang muốn hỏi là rút về sàn Zimitalo. Thì các bạn nhìn kỹ cho mình hướng dẫn ấy, ở cái sàn Zimitalo này. Ví dụ đây đây là trang tổng thì các bạn vào ba cái gạch này, nhá. Các bạn kéo phần ví này cho mình. Các bạn kéo xuống, bạn nhìn kỹ nhá. Nếu các bạn mà nhập sai địa chỉ là các bạn mất tiền, không lấy được tiền nhá. Các bạn nhìn kỹ, đây là Litecoin, các bạn kích vào chỗ lạp cho mình. Và đây chính là địa chỉ ví. Các bạn chỉ việc là ấn vào copy. Quay lại cái trang web kia, các bạn chỉ việc là dán vào đây thôi. Dán vào đây. Và cái thông tin này, mail này, mật khẩu, cái ví này ok hết rồi thì các bạn tích xác thực cho mình hình ảnh robot, xong rồi các bạn kích vào đăng ký. Khi bắt đầu nhấp nút đăng ký này, hệ thống gửi luôn cho các bạn là một cái đường link để các bạn xác minh mail, thì các bạn mở cái mail ra các bạn xác minh nhé. Và như vậy là các bạn đã đăng ký thành công. Và quay lại con web thì các bạn cứ 60 phút, cứ đúng đúng 60 phút thì các bạn vào, các bạn vòi miễn phí cho mình nhé. Đây các bạn vào đây thì của mình đang hẹn giờ đây, còn mình vừa rút rồi mà, thì còn mình vừa rút rồi nên là còn 450 mấy phút nữa nhé. Thì đây có cả cái âm thanh, nếu các bạn muốn cảnh báo âm thanh khi hết giờ tự động báo thì các bạn bật màu xanh như mình đây, còn không thì các bạn tích tắt ra như này nhé. Mình bật này để khi nào hết giờ nó tự động nó báo nhé. Thì video này ấy, mình đã giải thích rất là kỹ cho các bạn về cái con web này, cũng như là các bạn cũ đang chơi, cũng như là các bạn mới chưa tham gia. Thì các bạn nào mà chưa đăng ký kênh mình, các bạn thể đăng ký kênh mình để cập nhật các video mới nhất của mình nhé. Còn video này mình sẽ kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các bạn.